Đây là đội hình xuất phát của Hiếu Hoa Kawahako, đại diện của DPL. Vẫn là những cái tên quen thuộc với bộ khung được sử dụng bởi huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tùng. Hiếu Phút San sẽ là cái tên mà chúng ta cần phải nhắc tới nhiều trong trận đấu này. Còn đây là đội hình xuất phát của Đại Từ trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là một bộ khung quá quen thuộc của huấn luyện viên Duy Dị. Và chỉ có một sự thay đổi người duy nhất, đó là sự xuất hiện của tiền đạo Phan Bá Đức, Đức Enino trên hàng công. Những phút thi đấu đầu tiên của Đức Enino tại giải đấu năm nay. Một đội hình xuất phát mà cả hai đội bóng đều chỉ có duy nhất một sự thay đổi. Có thể thấy là nền tảng thể lực của các cầu thủ Hiếu Hoa Kawahako cũng như Đại Từ. Và hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì cầu thủ Hiếu Hoa Kawahako là những người bảo vệ phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Họ xuất phát với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 25, Hồ Viết Bảo Khang. Các cầu thủ mang áo số 4, đội trưởng Nguyễn Thanh Tuấn, Tuấn Bin. Số 10 là Nguyễn Văn Hiếu, Hiếu Phút San. Số 14 Lê Tấn Tịnh. Số 15 Đỗ Viết Hòa Hiệp, Hiệp Doraemon. Số 18 Phan Thanh Phúc, Phúc Gà. Trong đội hình của Đại Từ thì có 3 cầu thủ thi đấu trọn vẹn không thiếu một phút nào ở giải đấu năm nay. Đó là Hiệp Châu, Đức Tín và trung vệ Việt Phong. Quả tạt bổng của Hiệp Châu. Đánh đầu. Đức Enino không được. Cao thủ Đại Từ một cú sút xa rất nguy hiểm, bóng rung chuyển cầu môn của Hiếu Hoa Kawahako. Vừa nói tới khả năng sút xa của Đạt Mít thì ngay lập tức là một cú nã Đại Bác ở giữa sân. Hiệp Châu. Trong đội hình của Đại Từ chúng ta thấy có rất nhiều những cầu thủ có kỹ năng sút xa tốt. Không chỉ Đạt Mít mà Hiệp Châu đương nhiên. Đức Enino. Chắc chắn khán giả không thể quên được bàn thắng rút ngắn tỷ số nó còn 1-2 của Hiệp Châu. Đây là cầu thủ ở lứa 1994. Sút xa, nguy hiểm, bóng lọt qua chân của Đức Tín và tỷ số được mở cho cao thủ Hiếu Hoa Kawahako. Đó là pha lập công của Hiếu Phút San. Bàn thắng thứ 5 của Hiếu Phút San tại vòng chung kết VPL S4. Và anh vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng chung kết lần này. Tìm ra một cái tên xuất sắc hơn Hiếu Phút San ở thời điểm này tại vòng chung kết năm nay thực sự rất khó anh Quốc Anh ạ. Anh đã có một cú hat-trick ở vòng đấu đầu tiên và đang là cầu thủ thứ hai ở giải đấu này lập hat-trick cùng với Long Lác của Tùng Anh. Vâng, chính xác anh Quốc Hưng. Một trận đấu Hiếu Phút San đã thể hiện được năng lực của mình ngay từ những phút đầu tiên trong một thế trận tương đối chặt chẽ giữa hai đội. Và với một cú dứt điểm từ xa này, Hiếu Phút San đã đánh bại toàn bộ hàng thủ cũng như thủ thành Đức Tín. Bóng đã khẽ đập chân một cầu thủ Tùng Anh đi đổi hướng khiến cho Đức Tín bị giật mình, bóng chui qua hai kẽ chân. Bóng đã đập chân đội trưởng Dũng Nem. Đạt Mít. Và đột phá của Đạt Mít. Phòng ngự rất hay của Phúc Gà. Anh đã cho thấy khả năng chơi bóng đa dạng của mình. Đánh đầu. Vào. Thái Rooney. 1-0. Bàn thắng thứ hai của Thái Rooney cho Đại Từ mùa giải năm nay. Và cho tới thời điểm này, cả hai bàn thắng của Đại Từ ghi được trong quãng thời gian hai hiệp chính đều do công của Nguyễn Văn Thái. Sự bổ sung cho Đại Từ quá chất lượng cho VPL lần này. Một niềm tin tuyệt đối của huấn luyện viên Duy Dị đối với Thái Rooney. Và hành động cực kỳ dũng mãnh, và người kiến tạo đó là Việt Phong. Một tình huống phối hợp phạt góc có ý đồ cực kỳ rõ ràng. Người đã phạt góc là Hiệp Châu. Một cái búng cổ chân về phía cột xa. Việt Phong đánh đầu kiến tạo cho Thái Rooney băng vào khoảng trống. Trước và bây giờ thì Đại Từ đã san bằng cách biệt. Sút bóng. Đó là pha xử lý quen thuộc của Hiệp Châu. Thứ vũ khí lợi hại của Hiệp Châu vẫn là những tình huống xi nhan phải và dứt điểm bằng những cú sút có độ chính xác cao. Một pha bóng hay, chất lượng. Rất tiếc cho Hiệp Châu là bóng đã đi chạy cột dọc chỉ trong ngang tấc mà thôi. Phú San đối đầu với Tuấn Bệu. Mất bóng rồi, phản công cho Đại Từ. 3 đánh nhảy, rất mạo hiểm. Thái Rooney không vào. Nếu kỹ càng hơn một chút, Thái Rooney có thể nhả ngược cho Dũng Nem trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng 3-2. Nếu như 2-2 thì có thể dứt điểm ngay ở góc hẹp. Một pha bóng chơi cực kỳ mạo hiểm của Hiếu Phu San, và anh đã để mất bóng ở chân của Tuấn Bệu. Hãy xem này, pha bóng này, một tình huống nhả ngược lại cho Dũng Nem thì cơ hội chạy rõ ràng hơn rất nhiều. Qua cô là Hiếu Phút San là người đã để mất bóng. Oh, Tuấn Bèo. Sự thay đổi người chính xác của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy. Tuấn Bèo vào sân chỉ ít phút thay thế cho Đức Enino và đã là người lên tiếng để giúp cho Đại Từ lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận này. Và Tuấn Bèo là cầu thủ thứ hai của Đại Từ đã ghi bàn ở vòng chung kết năm nay. Đây mới là bàn thắng thứ 3, bàn thắng thứ 4 của Đại Từ tại vòng chung kết này. Và Tuấn Bèo đã lên tiếng ở thời khắc vô cùng quan trọng.
Lại là một tình huống bóng bổng từ một quả đá biên của Hiệp Châu. Lần này thì Tuấn Bẹo dứt điểm ngay bóng đầu, bóng trúng cột dọc trong sự bất lực của thủ thành Bảo Khang. Cú đánh đầu quá hiểm hóc của tiền đạo kỳ cựu. Thắng rít và lấy bóng hay của Đạt Bít, trận đấu vẫn tiếp tục. Tuấn Bẹo dứt điểm ngay. Ở thời điểm này Tuấn Bẹo đã nặng nề lên nhiều, nhưng những tình huống đối mặt với cầu thủ này thì tất cả các trung vệ sẽ cần phải dè chừng. Dù cân nặng của Tuấn Bẹo lúc này đã là trên 90 cân và tuổi tác cũng đang là vấn đề lớn với Phan Anh Tuấn, cầu thủ này sinh năm 1989. Đạt Mít đi bóng, dứt điểm rất táo bạo. Đội trưởng Thanh Tuấn khá nguy hiểm, người cắt bóng là Thái Đôn. Một cú đúp cho Thái Đôn, quá nhanh, quá nguy hiểm. Thái Đôn đã đọc tình huống, chộp rất nhanh, cắt mặt dốc thẳng bóng ra phần sân của Hiếu Hoa Qua Cô và nâng tỷ số lên 3-1 cho Đại Từ. Trận đấu cởi mở nhưng bóng này thậm chí nó quá cởi mở. Vừa rồi là lỗi của đội trưởng Nguyễn Thanh Tuấn với đường truyền ngang cực kỳ mạo hiểm. Có lẽ trong một trận chung kết như này thì không được phép có những đường truyền dạng như vậy, anh Quốc Anh ạ. Vâng, chính xác, Tuấn Bin đã quá mạo hiểm với một đường truyền ngang thiếu lực. Và Thái Rudy đã bắt bài rất tốt, cướp bóng phản công và hạ gục thủ thành Bảo Khang để nâng tỷ số lên 3-1 cho câu lạc bộ Đại Từ. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn của Thái Rudy. Cú đúp của Thái Rudy ở trận đấu này và là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ chạy cánh bên phía Đại Từ ở VPL năm nay. Quá chính xác, với tốc độ tuyệt vời, Thái Rudy đã đánh bại tất cả các thủ phòng ngự của Hiếu Hoa Qua Cô. Ý tuyệt hơn nữa với đại diện của HPL, cầu thủ Hiếu Hoa Qua Cô sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Nguy hiểm và tỷ số được rút ngắn cho đội bóng áo đỏ. Lại thêm một pha sút xa nữa và lần này nó là cú ra chân của Lê Tấn Tịnh. Hai tình huống sút xa thành bàn của đại diện Đà Thành và trận đấu của chúng ta vẫn đang vô cùng hấp dẫn dù nó bước vào những phút đá bù của hiệp 1. Và cho tới lúc này đây chính là trận chung kết VPL có nhiều bàn thắng nhất, cho dù hiệp 1 còn chưa kết thúc. 2 phút bù giờ là thời gian cho hiệp thi đấu đầu tiên này. Lại là một tình huống sút bóng đập chân nữa của các cầu thủ Hiếu Hoa Qua Cô. Và lại là Dũng Nem. Một ngày mà có lẽ tiền vệ đội trưởng bên phía Đại Từ đã không gặp may mắn khi hai lần bóng chạm chân anh và đi thẳng vào lưới của Đại Từ. Sau đó thì Dũng Nem cũng đã phàn nàn với trọng tài vì cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Hiếu Hoa Qua Cô, nhưng bàn thắng đã được công nhận. Bóng đập chân Dũng Nem đổi hướng. Như nói vào lúc này đây là trận chung kết BPL có được số bàn thắng nhiều nhất. 5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, 2 cho Hiếu Hoa Qua Cô. Nguy hiểm, đó là cú chạm bóng của Tân Cò. Một tình huống dứt điểm bằng đầu của tiền đạo bên phía Hiếu Hoa Qua Cô. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của Thành Messi, cầu thủ đang gặp chấn thương và không thể góp mặt trong màu áo Đại Từ tại vòng chung kết năm nay. Thành Messi là một đối tác cực kỳ ăn ý với Phan Thái tại HPLS10. Thêm một tình huống mà Tuấn Bin lại quá vất vả trước khả năng cài đè xoay sở của Tuấn Bẹo. Tuấn Bẹo mặc dù đã cũng là một chiến binh thực sự. Hiệp Châu không thể qua người. Lên bóng cho Hiếu Hoa. Một tình huống đá phạt cho Hiếu Hoa Qua Cô với tình huống để bóng chạm tay của Đạt Mít. Trọng tài đã chính xác trong pha bóng vừa rồi. Và Tuấn Bẹo cũng là cái tên rời sân để nhường chỗ cho Phan Thái. Hợp lý thôi, thay đổi người tương tự. Rất hay, Hoàng Phong Ba. Rất khó có thể thành bàn ở một góc sút như vừa rồi. Đặc biệt hơn là tư thế của Hoàng Phong Ba đã không ở trạng thái tốt nhất. Và chuyển bóng tốt của Việt Phong. Vẫn là Tuấn Bin. Xuống ngay. Và dứt điểm vọt xa của đội trưởng Tuấn Bin bên phía Hiếu Hoa Qua Cô. Chúng ta có thể thấy là Đại Từ đã có những sự bổ sung rất chất lượng cho vòng chung kết VPLS4. Một tình huống đá phạt ở một cự ly rất nguy hiểm dành cho các cầu thủ Hiếu Hoa Qua Cô. Khu vực vòng cấm địa của Đại Từ cũng không xa. Khoảng cách này chỉ rơi vào cỡ 9m mà thôi. Và đây sẽ là một tình huống mà chúng ta kỳ vọng vào khả năng dàn xếp đá phạt của những cầu chuyên Futsal. Ngọc Đen.
Treo bóng. Đại Tư. Ba đều. Quá hay trong một trận chung kết như thế này. Kịch tính, thật sự rất là kịch tính. Bóng xử lý cực hay của Ngọc Đen. Và một lần nữa chúng ta thấy huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tùng lại đúng đắn trong những quyết định điều chỉnh nhân sự của mình. Ở trận bán kết, Ngọc Đen cũng vào sân và lập công, làm nên chuyện giúp cho Hiếu Hoa qua cô giành tấm vé góp mặt ở trận chung kết ngày hôm nay. Và bây giờ anh lại là người kiến tạo để đồng đội ghi bàn sa bằng tỷ số 3 đều. Chúng ta đã nói rằng những cầu chuyên futsal họ gặp khó khăn và bất lợi trong những tình huống bóng bổng. Nhưng lần này trong tư thế không ai theo kèm thì Lê Tấn Tịnh đã dứt điểm tung lưới thủ thành Đức Tịnh. Đúng vào vị trí mà Tuấn Bệu đã ghi bàn trong hiệp 1, một pha đánh đầu về phía góc xa như thế này. Và lần này thì bàn thắng chắc chắn rồi sẽ được tính cho Tấn Tịnh. Ở bàn thắng rút ngắn tỷ số tới còn 2-3 thì bóng đã đập người của Tân Cò đi vào lưới và bàn thắng sẽ được tính cho tiền đạo bên phía Hiếu Hòa qua cô. Nhưng bàn thắng vừa rồi là của Tấn Tịnh. Pha xử lý của Phát Thái, tốc độ của Phát Thái, dứt điểm ngay. Không có nhiều khoảng trống cho Phan Văn Thái ở pha bóng vừa rồi. Đây, Phan Văn Thái là cầu thủ sinh năm 2000 rất nguy hiểm. Và bay người cứu thua của thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Một cú sút xa của cầu thủ Đại Từ và Bảo Khang đã phải làm tất cả những gì có thể để cứu thua cho Hiếu Hoa qua Hà Cổ. Thêm một quả đá phạt góc dành cho Đại Từ. Nói lên khả năng sút xa quá hay của Hiệp Châu. Hoàng Phong Ba, bóng cắt ngang khung thành của Bảo Khang. Dũng Nem đã không thể nhập thành kịp. Phút thứ 69 của trận chung kết VPLS4, tỷ số đang là 3 đều. Khi tỷ số là 3-1 cho Đại Từ thì tôi cũng đã có nhận định là mọi thứ chưa kết thúc với Hiếu Hòa qua cô. Trận đấu còn nguyên cả một hiệp 2. Hiếu Phú San rất nhanh. Không được. Dũng Nem. Vẫn là Dũng Nem. Hiệp Châu. Cá hay Dũng Nem. Không có lỗi, trận đấu tiếp tục. Trọng tài xác định vừa rồi là một tình huống mất thăng bằng của Dũng Nem chứ không phải là một pha kéo người của Hiếu Phú San. Phản ứng của đội trưởng bên phía Đại Từ, quyết định được đưa ra rất nhanh của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Hiếu Hoa Hoa Cô là đội bảo vệ cầu môn. Phan Thái đã về bọc lót rất nhanh cho người đồng đội của mình là Dương Út. Hoàn toàn không có tình huống va chạm của Dương Út với Thế Tiễn. Cơ hội, dứt điểm. Của một những cầu thủ xuất sắc nhất của sân 7 toàn quốc ở thời điểm hiện tại. Lúc này thì Hiệp Châu đã lên tiếng. Một pha phản công chớp nhoáng sau tiếng đá phạt. Vẻ như người đã kiến tạo đánh gót cho Hiệp Châu đó chính là Phan Thái. Đúng như vậy, Phan Thái đã có một tình huống đánh gót rất cảm giác dành cho Hiệp Châu. Phần nào đó đã có lỗi của Ngọc Đen trong pha bóng vừa rồi. Ngọc Đen cần phải bóc lót nhanh hơn. Một tình huống mà chúng ta thấy Hiệp Châu đã xử lý bóng cận chân tốt như thế nào. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Đó là cú sút của Hoàng Phong Ba. Cơ hội vẫn còn. Hoàng Phong Ba rất khỏe. Thêm một pha dứt điểm nữa. Nhưng trước đó thì trọng tài đã cắt còi. Với tình huống xử lý bóng vừa rồi thì Dương Út thậm chí còn phải nhận một thẻ phạt. Đây là những phút đá bù của hiệp phụ thứ nhất. Chúng ta còn 10 phút cho hiệp phụ thứ hai và vẫn còn cơ hội để Hiếu Hoa qua cô có thể hy vọng. Mất bóng, đá thẳng, có bàn thắng không? Rất đáng tiếc cho cao thủ Đại Từ. Suýt chút nữa thì tỷ số được nâng lên thành 5-3. Hơn một nửa thời gian của hiệp phụ đã trôi qua, hiệp phụ thứ hai. Đưa bóng xuống đáy. Hiếu Phút San. Nguy hiểm, không vào. Một tình huống xử lý rất bất ngờ của Văn Hiếu. Cú đá từ góc hẹp và đã có một điểm chạm ngay sát cầu môn của Đức Tịnh ở tình huống vừa rồi. Đánh đâu, vẫn không vào. Bóng cắt ngang qua cầu môn.
hơn của Đại Từ, nhưng không có bất cứ một cái bóng áo đỏ nào lao vào sau những nỗ lực của Ngọc Trung. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một đường chuyền bóng bổng vượt tuyến, Ngọc Trung thực hiện một pha đánh đầu chuyền ngang, nhưng những nỗ lực ập vào của Trung Hiếu là hơi muộn màng. Cầu thủ Đại Từ vẫn đang duy trì được cự ly đội hình tốt và biết cách pressing đúng thời điểm. Cơ hội dành cho Đại Từ, phản Thái không được. Một tình huống mà Phan Thái đã hơi lừng chừng trong ít giây thôi và cơ hội đã trôi qua. Thiếu một chút quyết đoán đối với tiền đạo mặc áo số 47 của Đại Từ ở tình huống này. Người đã cướp được bóng là Dương Út. Dương Út chuyền bóng thuận lợi cho Phan Thái, nhưng Phan Thái hơi ngập ngừng khi trước mặt anh là Hiếu Phút Sang. Và pha xử lý bằng má ngoài chân phải sau đó của Phan Thái đã không đưa được bóng vào cầu môn. Chưa có bàn thắng đầu tiên của Phan Thái tại vòng chung kết năm nay. Và chúng ta đang đến với phút bù giờ cuối cùng của trận chung kết. Pha mất bóng nguy hiểm, cơ hội dành cho Phan Thái, lần này có ghi bàn hay không? Phan Thái! Đó là dấu chấm hết cho trận chung kết ngày hôm nay. Và là một mùa giải quá tuyệt vời đối với tiền đạo sinh năm 2000. Ở những mùa trước, Phan Thái còn thi đấu cho đội bóng HTT đại diện của Thanh Hóa. Nhưng khi về với Đại Từ thì Phan Thái đang có một mùa giải rực sáng. Vừa phá lưới ở HPLS10 và vừa là người ghi bàn thắng định đoạt trận chung kết của VPLS4. Được chuyền sai của cầu thủ Hiếu Hoa qua cô, và lần này thì Phan Thái đã trừng phạt đội bóng áo đỏ. Rất tự tin dứt điểm vào góc cao. Tỷ số đã là 5-3 nghiêng về phía Đại Từ. Thời gian còn lại là không đủ để cho Hiếu Hoa qua cô có thể nuôi hy vọng đảo ngược tình thế, ghi bàn gỡ hòa khi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Các cầu thủ áo xanh cũng đã đổ gục xuống sân trong sự vui sướng, và phần nào là những nỗ lực không biết mệt mỏi của Dũng Nem cũng như các đồng đội. Một mùa giải quá đỗi thành công của Đại Từ, xuống hạng ở HPLS9 và ngay lập tức trở lại ở sân chơi HPLS10 giành ngôi Á quân để có được tấm vé thông hành tới với vòng chung kết của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Biên Sài Gòn Cup 2023. Và họ đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận chung kết có tới 8 bàn thắng được ghi, và có lẽ rất rất khó một trận chung kết VPL nào có thể vượt qua kỷ lục đó. Những giọt nước mắt của Hiệp Châu đã rơi. Bàn thắng của Hiệp Châu ngày hôm nay quá quan trọng cho Đại Từ với một pha lập công ở ngay những phút đầu nghiệp vụ thứ nhất. Trong bóng đá, đầu tư rất quan trọng, nhưng cần phải có những sự đầu tư đúng nữa. Một mùa giải mà Đại Từ đã có những bước đi thực sự đúng đắn.